phần 14 của bộ truyện ngủ say vạn cổ. Phía bên này Khương Tịch Nhi vẫn đi theo sau Nhiệm Hành về khu tạp dịch. Nàng không nhịn được mở miệng muốn nói chuyện với y, "Nhiệm đại ca, ta sẽ đi nói với sư phụ ta là Nhị trưởng lão để người giúp huynh rời khỏi tạp dịch phòng. Nếu như huynh đồng ý cũng có thể trở thành đồ đệ của sư phụ ta." Nhiệm Hành không chờ nàng nói hết câu đã ngắt lời, "Không cần." Nói xong y vẫn cảm thấy không đủ liền bồi thêm một câu, "Một tháng sau là ta sẽ trở thành thiên quan đứng đầu Thượng Huyền tông." Khương Tịch Nhi kinh hồn quay sang miệng hỏi lại, cái gì? Thiên quan đứng đầu. Nàng theo sau nhiệm hành không ngừng chảy mồ hôi lạnh hỏi, huy nghiêm túc sao? Nhiệm hành bày vẻ nghi hoặc, cô không tin. Khương Tịch Nhi rõ ràng không tin nhưng lời đến bên miệng thì liền trở nên khách sáo hơn, ta mỏi mắt trông chờ. Lúc này ở ký túc của tạp dịch, đột nhiên lại sạch sẽ đến trói mắt. Tất cả là công lao của đám người lưu lỗi, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Làm ta mệt chết đi được, lần này nhiệm công tử quay về chắc là sẽ rất hài lòng tên khác nghe được lời này liền nhanh nhạy nói vào lưu ca huynh đừng nói thế cái sân sạch sẽ được như này cũng có phần của bọn ta nữa đó lúc này từ ngoài cửa một lão nhân đi vào ông ta vừa đến liền hỏi lưu lỗi việc ta bảo làm đến đâu rồi lưu lỗi cung kính chạy đến bên cạnh lão rồi vui vẻ cười nói hoàng chấp sự ngài đến đó sao hoàng chấp sự không nhanh không chậm nói tiểu tử nhiệm hành kia đâu đang ngủ ở chỗ nào rồi? Dẫn ta đi xem xem. Lưu lỗi nghe nhắc đến nhiệm hành thì sắc mặt đại biến. Hắn mồ hôi lạnh tuôn xuống khó khăn mở miệng. ừm Hắn. Không ở đây. Hoàng chấp sự lộ vẻ mặt như xem kịch vui nhắc lại. Không ngủ ở đây. Vẫn là lưu lỗi người đáng sợ nhất. Đánh hắn bầm dập còn không sắp xếp cho hắn chỗ ngủ. Lưu lỗi nghe đến đây thì không biết nói gì. Chỉ ở ở nửa ngày. Hoàng chấp sự lúc này chẳng để ý hắn nữa, chuyển sang để ý cái sân sáng bóng trước mặt à sao cái sân này sạch thế đây là tạp dịch phòng thật sao rõ ràng là còn sạch hơn cả nơi ở của đệ tử nội môn ai làm thế lưu lỗi nghe đến chuyện này thì mới dám mở miệng y cười tự hào nói chấp hành sự là ta cùng mọi người quét dọn chấp hành sự không tin liếc nhìn hắn đùa cái gì vậy chứ đám người lụng thuộm như các ngươi cũng biết dọn dẹp sân chẳng tha ngươi nói bị tiểu tử nhiệm hành kia đánh cho ngươi phải phục ép ngươi dọn dẹp sân viện còn đáng tin hơn. Lưu lỗi gãi gãi đầu chấp thuận, ạc. Hoàng chấp sự dự đoán như thần. Hoàng chấp sự chẳng hiểu chuyện gì. Lão quát lớn, dự đoán như thần. Nghĩa là sao? Đừng nói nhảm nữa mau dẫn ta đi gặp tiểu tử đó. Ta còn phải báo lại với tứ trưởng lão. Lúc này nhiệm hành cuối cùng cũng xuất hiện bảo, không cần đâu. Ta về rồi. Hoàng chấp sự nhíu mày khó hiểu, hửm. Tiểu tử này sao nhìn bình yên vô sự thế, không phải đánh đến tàn phế rồi sao? Nhiệm Hành không để ý lão ta, y nhìn xung quanh một chút rồi khen thưởng, "Chó sủ, dọn dẹp cũng sạch sẽ đó." Lưu Lỗi vậy mà ngoan ngoãn cười vui vẻ. Hoàng chấp sự chẳng hiểu cái gì, lão hỏi Lưu Lỗi, "Chó sủ, hắn đang gọi ai thế?" Lưu Lỗi đen mặt trả lời, "Gọi ta." Hoàng chấp sự lúc này chấn kinh, "Không phải biệt hiệu của ngươi là hổ răng kiếm sao? Từ lúc nào biến thành chó rồi?" lưu lỗi lại xem việc này là vinh quang y lớn giọng nói đổi từ ngày hôm qua sau khi bị nhiệm công tử đánh cho khuất phục sau này ở phòng tạp dịch ta sẽ sống khiêm tốn hơn hoàng chấp sự nghe xong càng nổi điên ông ta quát lớn vào lưu lỗi một đám vô dụng hà có đạo lý này tiểu tử phòng tập dịch này là địa bàn của hoàng chấp sự ta người dám làm loạn ở đây đã hỏi qua ý ta chưa lưu lỗi thấy hoàng chấp sự muốn tìm chỗ chết bèn tiến lên khuyên ngăn một hồi hoàng chấp sự Lời này không đúng rồi, nơi này hiện giờ chỉ có nhiệm công tử nói mới tính. Ai ngờ không nhận được lời đa tạ ngược lại còn bị hoàng chấp sự đánh một cái đau điếng, ngươi mẹ nó thuộc phe nào đấy. Lưu lỗi đau mặt ôm má rồi đáp, ờm, ai có thể đánh cho tôi phải phục thì tôi ở phe người ấy. Hoàng chấp sự tiếp tục chức nghiệp pháo hôi của mình, gã tiến lên trước mặt nhiệm hành mà giao uy, nhiệm hành, ngươi dám thách đấu uy quyền của ta sao, khôn hồn thì quỳ xuống ngay đây ta còn tha cho một mạng. Nhiệm Hành chẳng để ý gã, y bình thản nói với Diệp Tinh, Diệp Tinh đánh hắn đi. Diệp Tinh đang yên đang lành bị gọi tên thì hoang mang, "Hả?" À, à, Nàng ỉu xìu nói, "Ta không làm được, ta đánh không lại." Nhiệm Hành chẳng mang lời nàng nói, y lặp lại, "Ta nói được là được, cứ ra đấy đi." Diệp Tinh phụng mệnh đáp, "Vâng thưa công tử." Hoàng chấp sự thấy Diệp Tinh bước lên thì cười nhạo, "Ngươi là trò đùa của con khỉ kia phái tới sao? Để cho một đứa ngu xuẩn loại dưới đáy của phòng tạp dịch ra đánh ta đầu ngươi có phải có vấn đề rồi không nói xong gã lập tức ra tay lao về phía diệp tinh cái đồ xấu xí nhà ngươi cũng dám đi ra thật ư như dự đoán gã ta một kích đã đánh diệp tinh ngã lăn ra đất nàng khó khăn chống đỡ đứng dậy nói công tử ta không làm được nhiệm hành cao mày ra lệnh đứng dậy còn nhớ thần chú ta truyền dạy cho ngươi không đọc nhẩm và lĩnh hội diệp tinh không dám cãi ý y nàng vâng một tiếng. Sau đó miệng bắt đầu đọc thần chú, phích lịch phá thạch tuyền nguyên thông, khôn chấn tốn hộ hiệu linh ông, mãnh mã tứ trương hoàn hỏa sung. Hoàng chấp sự nhìn Diệp Tinh cố chấp như vậy thì không khỏi nghiến răng thắc mắc, tiểu tử đó cho người uống bùa mê thuốc lú gì mà đến cả chết cũng không sợ thế. Nói rồi gã lần nữa lao về phía Diệp Tinh, nếu đã vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Nhưng lần này kết quả hoàn toàn khác, Hoàng Chấp Sự đánh đến nhưng còn chưa chạm được vào người Diệp Tinh thì đã bị lớp phòng ngự của nàng phản lại, khiến gã tròn mắt kinh hãi. Ngay sau đó sức mạnh từ cơ thể Diệp Tinh bộc phát ra làm cho Hoàng Chấp Sự văng ra xa cả trăm mét. Gã khó khăn ngồi dậy với gương mặt đầy kinh hãi, chuyện này là sao? Một đứa rác rưởi lại có thể đánh bay bổn Chấp Sự? Gã đứng lên một lần nữa, vận ra kiếm quang của mình mà nói, thật là một nỗi nhục. Ta sẽ chém ngươi làm đôi vừa nói gã vừa đồng với vung kiếm chém xuống người diệp tinh thế nhưng lần này vẫn như lần trước kiếm gã chưa động được vào diệp tinh đã gãy cả người gã lại lần nữa bị văng xa trăm mét do thanh kiếm bị gãy nên gã cũng bị phản phệ mà học máu ọc 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 không dừng lại ở đó lần này gã lại thảm hơn là dính luôn trên vách tường hoàng chấp sự cao ngạo giờ đây đã bị một tên phế vật đánh đến bất tỉnh nhân sự cả người còn bị dính chặt trên tường nhìn thấy hết thảy một màn này ai ai cũng sợ hãi run rẩy diệp tinh đánh bại hoàng chấp sự thật ư ta không nằm mơ đúng không tên đó vừa nói xong đột nhiên bị lưu lỗi đánh cho một cái muốn rớt con mắt ra ngoài gã đau đớn ôm cái má chất vấn lưu lỗi lưu ca huynh đánh ta làm gì lưu lỗi lúc này mới thất kinh hồn vía thốt lên tốt rồi chắc chắn rồi không phải là đang nằm mơ phía bên kia Diệp Tinh sau khi đánh bại Hoàng chấp sự thì lập tức chạy lại quỳ dạp xuống đất cảm tạ nhiệm hành, đa tạ công tử tặng ta cơ duyên này. Nhiệm hành không quan tâm mà xoay người bỏ đi, y chỉ để lại cho nàng một câu, đây không phải là cơ duyên, cơ duyên thật sự của cô vẫn chưa đến đâu. Nhìn bóng lưng nhiệm hành đi xa, lưu lỗi mới dám đàm luận chuyện vừa xảy ra, Diệp Tinh hôm nay có biểu hiện kinh người như này thì ra đều là nhờ có sự giúp đỡ của nhiệm công tử tùy tiện chỉ bảo đã có thể khiến một người cái gì cũng tệ hoàn toàn lột xác. Thành rồng thành phượng, công tử không khác gì thần tiên. Nói xong hắn đột nhiên huyết tâm dâng trào. Ánh mắt sáng người nhìn nhiệm hành, mình nhất định phải ôm thật chặt chân của công tử ấy. Dù thế nào cũng nhất định không buông tay. Thế mới đúng chứ ai như con lòn kia. Hết tập 14